Xin chào cô chú anh chị, quý vị khán giả đã đến với video tiếp theo của Kha. Chúc cả nhà thật là sức khỏe nha. Hiện tại thì Kha đang có mặt ở thôn Thành Tín thuộc xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Kha. Ở khu vực này trước kia Kha có từng nghe đến một câu chuyện, đó là một cái giếng mà người ta thường gọi là giếng tiên. Kha nghe nói là trải qua biết bao nhiêu thời gian mà cho dù thời tiết như thế nào á, cái giếng này cũng không bao giờ cạn nước được cả nhà. Mà nghe nói là cái nguồn nước này rất là trong nha. Tuy nó hơi cạn thôi nhưng mà cái nước không bao giờ nó cạn được, nó rất là kỳ lạ luôn. Thì đã từng có nhà báo rồi tới đây để tìm hiểu và xác minh sự thật. Nhưng mà đến bây giờ thì nghe nói là chưa ai có thể lý giải được cái lý do tại sao mà nước ở trong cái nguồn giếng này nó không bao giờ cạn được. Thì hôm nay Kha tìm đến đây để ghi hình một cái video để xem thử sự thật như thế nào. Kha sẽ nhờ người dân ở đây để hỏi thăm xem thử cái nguồn gốc của cái giếng này như thế nào. Mời cô chú anh chị đồng hành video cùng với Kha nhé. Phải bước qua cái đây này cả nhà. Hình đây hình như có cái cổng này mà bây giờ là người ta rào luôn rồi. À dạ con chào chú ạ. À là cái đó là cái cổng hồi xưa để mà đi vào hả chú? Dạ chú cho con hỏi thăm một chút nha. Rồi. À, chú là người sống ở đây hả chú? Sống ở đây là tức là tôi là sống ở đây là tức là 30 năm đấy á. 30 năm rồi. Ừ, 30 năm á. À. Tôi năm đây là tôi 60. Ồ, tròn 60 luôn. À. 60 tuổi mà nhìn chú trẻ quá. À. Tôi sinh 1964. À dạ. Tại nhìn chú cũng khá là trẻ. Là nhà chú ở đây là sống ở đây từ nhỏ giờ luôn ha. Từ nhỏ lúc lúc đó là ông già vợ là sống ở đây rồi ông già ông chết rồi tới tôi lại. Ồ, tôi sống lại. À dạ. Ừ. Dạ. Ờ, con nghe nói là ở đây nó có một cái giếng mà nước ở trong cái giếng nó không bao giờ cạn được. Không cạn được luôn. Nó hai cái giếng này là ăn 18 mẫu ở dưới đó. 18 mẫu. 18 mẫu là mẫu gì vậy chú? 18 là hecta đó. Mẫu ruộng đó, hả? À, mẫu ruộng á. Ghê vậy? 18 mẫu. Là giếng là cái giếng này hả chú? À hai cái giếng này. À là đây cả nhà đây là. À. Đây là cái giếng à. Đây đúng không chú? À, đâu để con coi xuống nha. Là cái giếng này là ta ở đây là người ta gọi là giếng tre. Gọi là giếng gì chú? Giếng tre. Giếng tre. Giếng tre. Lúc đó là hồi xưa đó là tàn cái tre không mà. Dạ. Bích mùng luôn mà. Ừ. Tàn cái tre không? Tre dạ. Đây này. Đó. Ú mà sao con thấy cái giếng này cái nước nó rất là cạn. Đó nó chảy biết thân à. Trời mưa còn chảy như vậy, trời nắng cũng chảy như vậy. Ủa. Là ồ cái này thấy lạ quá nha cả nhà nha. À. Tức là chú nói là chú sống ở đây 30 năm. À. Thì chú cho con hỏi là chú có biết nguồn gốc cái giếng này nó có từ bao giờ không chú? Nguồn gốc ở trên kia đi xuống. Ở động trên động xuống luôn, trên động xuống. Trên động xuống luôn. Ừ. Khi mà người dân ở đây người ta phát hiện cái giếng nước này là cách đây khoảng tầm bao nhiêu năm? Cái giếng này là phát hiện cái giếng này là không có ai là tức này là thấy cái giếng này phát đâu. À. Thời ông già tôi, thời cha ông già tôi, để ông già lại, ông già lớn, cùng ông già, cha vợ, ông lớn, ông thấy luôn. Ồ, vậy là thời trước ba của chú lại là mới thấy cái giếng này. Ba của tôi lại á, à. thấy cái giếng này luôn. Dạ. Hỏi ông là, ông nói tao lớn lên, tao cũng thấy như vậy luôn à. Trời. Thấy cái giếng luôn à. Vậy là con đoán chắc cũng có cái hơn trăm năm rồi hả? Hơn, ôi, 100 năm là làm cái gì? Ủa, vậy hả? Ông ở đây á, ông già ở đây á, là 104 năm. Ông lớn lên là ông cũng thấy rồi. Ông thấy nó giếng này rồi. Vậy là trước hơn 100 năm nữa là đã có rồi. À đã có rồi. Ồ. Trước cái mang cái lu nước thời đó là tức là đi múc nước này uống nước hai cái giếng này thôn Thành Tín đó. Ừ. Uống hai cái giếng này luôn. Ủa. Vậy nước là nước này mình làm ủa là mình uống được luôn hả? Uống được luôn chứ. Hồi xưa kia chưa lấy nước máy là uống nước này không à? Ồ. Nước này chảy qua hồ đồng xóm á. Hồi xưa kia là người ta đã đổi cái lu này. Cái lu đỡ bà đằng bà đồ đỡ. Dạ. Đỡ nước này vô xóm uống. À. Là hồi xưa là uống nước này ha. À, uống nước này không? Đâu, để con. Ồ nó mát rồi ta. Chú rửa mặt được luôn hả? Ủa, uống được luôn mà. Thằng nhỏ nó rửa chân kìa chú. Chạy đó. Nó chạy ra mà. Hả? Chạy ra mà. Chạy ra chạy biết thôi à. Là cái mạch nó nở nở dưới đây, ở gió có trào lên. À, nó trào xuống. Đây này cả nhà. Quay video đây giúp anh các em. Cái này
đâu đâu con, sẵn con ở đó con bước xuống luôn coi cái độ sâu đó cỡ nào. Con bước chân xuống luôn được coi chú con độ sâu cỡ nào. Đừng 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 làm lấy, làm bước xuống làm tới lấy đâu. Con tới đầu gối đứa nhỏ à. À con tới đầu gối đứa nhỏ. Đầu đầu mặt đâu đó đó. À mặt trong đó ra thôi chứ. Đó, đầu đầu mặt tay tay góc đó luôn à. À là ngay góc kia cả nhà. À đó. U, không bao giờ cạn được. À không cạn. Hàng trăm năm nay rồi. Nó vậy biết thôi à. Dạ. Trời nắng nó còn vậy mà trời mưa nó còn vậy. Trời mưa nó có sâu lên hơn không hay là nó cũng gì? Nó còn vậy luôn mà. Nó không bao giờ nó sâu lên được luôn. Không luôn. Ồ lạ vậy ta. Người ta kiểu lấy múc múc cái cát này nó hơi sâu chút tới đây thôi. À người ta lấy cát lên nó sâu chỉ sâu. À chỉ sâu lại. Còn cái mực nước nó không bao giờ nó bơm gì được. Không đâu. Chảy biết thôi. Ồ. Chảy người ta chảy biết thôi. À là khi mà người ta phát hiện được là người ta sẽ làm bốn cái trụ này để người ta ngăn lại làm cái giếng nước đúng không chú? À. Đâu còn chú nói hai cái nào đâu, cái bên kia hả? Ờ. Để đâu còn chú qua mình còn thử cái. Hồi đó là ta gọi là giếng này là giếng đực. Ủa? Cái giếng kia giếng cái. Ủa có vụ giếng đực giếng cái nữa hả? Thì đó là giếng này là tàng tàng đàn ông tắm không à. Ừ. Còn đàn bà tắm giếng dưới lại. Ủa. Vậy luôn hả chú? Ta chia ra luôn bà. Đàn ông tắm phần đàn ông riêng, đàn bà tắm đàn bà nó khác. Ủa vậy chứ riêng là luôn. Chứ là ý là trong làng phân ra là đàn ông mới tắm ở đây. À. Còn phụ nữ tắm bên kia. Ừ. Chứ là phụ nữ với đàn ông không được tráo lại. Không đâu. Là cái luật hồi xưa. À, luật hồi xưa. Đến bây giờ có còn cái luật đó không chú? Hả? À, bây giờ nó tắm tự do luôn. Lộn xả hả? Ừ, lộn xộn. Đâu đâu chú dẫn con qua bên cái kia coi thử coi. Nhưng đó cũng vậy à. Con chảy mạch cũng yên vậy luôn. Chú nói là hai cái giếng này là nó nuôi tới 18 mẫu ruộng. À 18 mẫu ruộng. Là bấy lâu nay nó vẫn như thế là nó không cần nguồn nước ở đâu nữa. Cũng yên vậy à. 18 mẫu ruộng không phải là đơn giản nha cả nhà. À, 8 mẫu ruộng mà. Trời ăn ơi, không thiếu nước. Không bao giờ thiếu nước. Ừ. Theo như con được biết là đã từng có nhà báo đến đây mà cũng người ta cũng chưa lý giải được nước từ đâu mà nó cứ trào lên hoài. À tôi chưa tìm hiểu được luôn không chú? Chưa đâu. Dạ. Bên đây một cái giếng nữa này cả nhà. Đây là một cái giếng nữa nè. Giếng này là gọi là giếng cái hả chú hả? À giếng cái này. Giếng này để đàn bà nó cắp tắm. Cái giếng này cái mạch nó ra từ chỗ nào hả chú? Cũng mặt này luôn à. Cũng bên góc đó luôn hả? Bên góc luôn. Ồ. Bên góc luôn. Góc luôn cả nhà. Nó chảy kìa. Đó nó chảy dễ biết thôi à. Nước chảy quanh năm luôn. À quanh năm luôn à, quanh năm suốt tháng luôn. Dạ. Năm nào cũng chạy nước trời nóng con, trời nắng cũng chạy như vậy, trời mưa cũng chạy như vậy. Không bao giờ nó cạn được, mà cũng không bao giờ nó hơn được. Không đâu. Là ai ta? Không đứt đâu. Không bao giờ đứt mạch được. À, không đứt mạch đâu. Ủa, con thấy cái dòng chữ gì vậy chú? Dòng chữ bên tiếng người Chăm nãy. Là chữ này người ta viết ý nghĩa gì vậy chú? Vậy, ta gọi là cái là viên này, viên người ta thay cái gỗ đây á, đó mới. Với thay gỗ đây thôi. Dạ. Ừ. Dòng chữ trên này chắc đó, là chú đọc được chứ ha? Đó. À, không đọc được luôn. Không đọc được. Chữ bên chú mà chú không đọc được luôn cả nhà. À, cái tiếng này là tiếng cái ông già biết nữa. À vậy là tiếng hồi xưa nữa hả? Hồi xưa. Giống như tiếng Hán ông mình còn, hồi xưa đó cả nhà. À. Còn chưa để tôi biết chữ này đâu. À dạ. Ừ. Đúng là cái giếng này là cho phụ nữ tắm cho nên con thấy là rào kín hơn giếng bên kia. À. Có đâu, hồi trước kia là rào kín luôn à. Bít luôn đúng không? Kín luôn. Để dành cho phụ nữ tắm thôi. Đó, kín bằng cái này luôn à. À, là sau này chắc có nghĩa thời gian nó mục xuống đúng không? Ừ. Dạ. Hàng trăm năm nay là đã có xuất hiện hai cái giếng này. Vậy hồi xưa giờ ở cái nơi này có từng xảy ra cái hiện tượng tâm linh gì mà khiến cho mình khó hiểu mà khó lý giải không chú? Có đâu. Không hề có. Không đâu. Chỉ là hiện tượng hai cái giếng này nổi lên từ xưa giờ. Từ xưa giờ luôn. Không hề ai biết được lý do tại sao. Không biết luôn. Không biết là cái ông nào ông nào làm cái giếng này á. Không biết luôn. Không biết đầu ông nào làm luôn hả? Không biết luôn. Chuyện ơi. Không biết luôn. Tới đời mình là mình chỉ biết như vậy thôi chú. Đã ông già ông năm nay ông mới chết 2 năm đây thôi. Dạ. Ông là 104 tuổi. Ừ. Ông lớn lên ông già ông đẻ ông ra là ông thấy cái giếng này này. Trời ơi. Ông 100 mấy chục tuổi đó, hỏi ông già ông lại, ông già tao lớn lên tao cũng thấy như vậy luôn à. Trời ơi. Mấy trăm năm rồi. À, mấy trăm năm. Dạ. Ừ. Trời ơi, vậy là giống như chú 60 tuổi rồi nhưng mà chú chỉ là kiểu như là hậu bối thôi. À. Không biết cái gì hết về cái giếng này. Đâu có biết cái gì đâu. Dạ. Mình lớn lên là mình hỏi ông già giếng này ai ai làm vậy, ông già đây.
tao đâu có biết đâu, tao lớn lên cũng thấy à. Ừ. Thấy vậy luôn mà. Dạ. Không không biết ai làm. Cái này chắc con nghĩ chắc cái đời đâu cả 500-600 năm trước. Được á. Cái nước hồi nãy con hỏi thiệt nha, chú uống nó ngọt không? Ngọt. Ngọt. Nước này nước uống ngọt ghê. Tại con thấy nó đều là tiếng kia này tao cũng chưa soạn là tiếng này bị trẻ nhỏ đổ nó tắm khi nọ đó nó ôi dơ thôi vậy hả? Ừ, dơ thôi. Đúng tại nãy con thấy cái thằng nhỏ nó đáy cái chân xuống nên con ngại con không dám uống thôi chứ. Đó hồi đó thằng muốn giếng này không? Ừ. Hồi xưa là dân ở đây chắc là sống nhờ giếng này, giếng này. Nhờ giếng này không? Ruộng là ruộng ở phía ngoài đây nước có chảy ra vào đó không chú? Đó chảy ra vào đó. Dạ. Theo như chú chia sẻ là 18 mẫu ruộng của dân mẫu ở đây sống nhờ hai cái giếng này. Không hấp, không cứ chảy biết thôi. Vậy thôi chứ mình làm ruộng ở đây mình đâu có lo cái chuyện hạn hán đâu. Có đâu. Ồ, giống như cái này là cái lọc trời ban của dân mình ở nó đây. Nó không biết là hạn hán sao đâu. Dạ. Hạn hán cũng vậy à. Ừ. Phải nói rất là kỳ lạ luôn cả nhà. Thiệt ra là con luôn nghe cái này lâu rồi, nhưng mà con thực sự con chưa biết cái chính xác cái giếng này nằm ở đâu. Khi mà bữa nay mấy anh em con tìm đến đây mới biết là ở tại là thôn Thành mấy Tín. Mấy nhiều người tìm ghi lắm mà. Dạ. Mà con biết là tiếng này là sau đây. Ừ. Tại vì con đã xem báo chí con thấy rất là nhiều nhưng mà chưa có ai lý giải được cái nguyên nhân ở đây, cho nên ngày hôm nay tới hỏi chú thì chú nói nghe nó rất là sâu xa thật sự là. Nhà ông này ông cũng 100 tuổi nè. À bữa nay ông cụ 100 tuổi rồi. À 100 tuổi ông mới chết năm ngoái thôi. Dạ. 100 tuổi nè ông già nè. Dạ. Nó gặp ông già nói chuyện hay dữ lắm. Dạ đúng rồi, con có xem báo chí con thấy có phỏng vấn một ông cụ cũng lớn rồi. Cụ ông 100 á. Dạ. Ừ. Ông thầy giáo. Thầy giáo. Dạ. Rất may mắn là ngày hôm nay có chú ở đây chứ còn nếu mà con tới con nói liên thiên con không biết cái lịch sử như thế nào. Còn cái chữ này ông già này là ông đọc y như mình hát vậy. À tức là chữ này là chỉ có ông cụ đã mất rồi ở trong đây đọc mới được. Ừ. Còn như thời chú bây giờ nếu đọc không được. Đọc được đâu. À tức chú sẵn chuyện cho con hỏi, tức là mỗi dòng chữ, mỗi thể loại chữ là nó qua mỗi đời khác nhau hả chú hay sao? Có một chữ đó mà chữ thì chữ nho nó khác mà chữ ấy nó khác đó. Vậy thôi. Ví dụ như thời chú bây giờ là chú viết cái chữ khác, cái dòng chữ nó khác. Viết chữ bây giờ trẻ nhỏ nó học bây giờ đó. Dạ. Đó cũng chữ này thôi. À. Ừ, chữ này. À dạ. Ừ. Nhưng mà kiểu nó khác hơn chút cho nên người ta đọc nó sẽ khác nhau đúng khác. Không? Nó khác. Ồ, phải nói rất là yêu qua đây chút qua đây qua nói chuyện chút nữa đi. Con thấy cái điều này rất là lạ. Ngày hôm nay cảm ơn chú rất nhiều chia sẻ về những cái lịch sử của cái giếng này. Nói chung á là cả nhà mà ai mà đi giờ Ninh Thuận á là cả nhà chỉ cần search Google lên trên Google á là giếng Tiên Thành Tín. Là ta chỉ Google bà chỉ thẳng tới đây luôn, là cả nhà vào đây cả nhà tham quan nhìn nó ngồi vào ở đây nè, cả nhà xem nè. Nhìn nó ngồi vào lúc nãy á, hồi nãy con đi vô chú biết sao không? Con nhìn con không biết cái giếng tiên là cái gì đó. Con nhìn con tưởng đâu cái mảnh đất của người ta. Tại nó không có cái gì gọi là giếng tiên như gì luôn. Nhưng mà khi tới đây mình thấy cái vũng nước này nó rất là bình thường, mà khi mà hỏi chú ra chú chia sẻ ra cả nhà thì mới biết nó là giếng tiên thôi, chứ còn mà thật sự mà nhìn đây nè cả nhà nhìn ở trên nhìn xuống nè. Đó bây giờ cả nhà cứ nghĩ đi, nhìn ở ngoài nhìn qua mình đâu có biết cái giếng tiên đâu đúng không? Nó giống như một cái mương nước bình thường nhưng mà bước vào nghe chú bình thường chia sẻ. Ha, ừ. Ta dừng xuống là bình thường thôi. Đây nè, hiện tại bây giờ là con vẫn thấy nước mặt nó đang ra nha. Nó đang chảy từ trong chảy ra cả nhà nha. Đó, chú mới lội xuống nó động qua chứ còn mà nãy đỡ yên mình thấy nước mặt từ ra. Nó lóng mà. Dạ. Mình thấy liền. Dạ. Phải nói nhiều cái chuyện mà hồi xưa giờ tâm linh đó nha. Thì có nhiều cái chuyện mình không thể nào mình lý giải được đâu. Những cái vùng đất mà hồi xưa giờ ông bà mình để lại là nhiều cái giống như hồi xưa ông bà mình khai thác nhiều cái chuyện mà không có truyền lại cho con cháu á chú. Rồi mình đằng sau mình đâu có biết được đâu. Đâu có biết đâu. Dạ. Như chú đây 60 năm cuộc đời rồi mà chú còn chưa biết cái lịch sử của cái giếng này như thế nào mà. Vậy biết từ xưa ông bà để lại như vậy thôi. Để lại thơ. Dạ. Phải ông này ông á. Ông á, ông 100 tuổi rồi mà chưa mở ra hết mà. Ồ vậy hả chú? À. Dạ, vậy là cái mảnh đất này bây giờ nó là thuộc quyền sở hữu của ai? Mà cái giếng này... Của làng. À, là cái kiểu như là cái giếng này là tương lai sẽ không bao giờ lắp nó. Không. Để như vậy đến đời này qua đời khác luôn ha? Qua đời khác luôn. Làng mình sẽ cho nó là một cái di tích. À. Và sẽ đi vào lịch sử luôn. Đó, xây xung quanh hết luôn đó. Là làng mình xây hết rồi để bảo vệ nó luôn hả chú không? Bảo vệ luôn đó. Dạ, cho dù mai mốt nó có như thế nào, mình vẫn sẽ bảo vệ cái mảnh đất này. Bảo vệ không có đời tới đời cháu đời con cháu thì mình lại cũng vậy thôi. Bây giờ mình gọi nó là mảnh đất thiên từ xưa để lại. À, dạ, rất là hay. À, vậy luôn. Nó giống như là một cái lịch sử của đồng bào dân tộc đó cả nhà.
Hôm nay con cảm ơn chú rất nhiều nha. Thì cô chú anh chị nghĩ sao về cái giếng này? Thì muốn tìm hiểu và muốn xem tận mắt ở ngoài đời thì cả nhà hãy đến Ninh Thuận Kha, và chỉ cần lên Google và search là giếng tiên Thành Tín thì Google sẽ chỉ thẳng cả nhà đến huyện Ninh Phước, xã Phước Hải. Đó là thôn đến, Tính. Dạ đúng rồi, sẽ đến đây. Đặc biệt gặp, nếu mà có cần nữa gặp chú đây là chú chia sẻ cho cả nhà rõ về cái giếng này thế nào luôn. Rồi Kha xin kết thúc video này nhé. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Chào. Bye bye.